Tổng thống Ukraine tuyên bố chiến đấu đến cùng. Đồng minh ông Putin chúc mừng ngày độc lập của Ukraine. Anh nhận định lính Nga xuống tinh thần sau 6 tháng chiến sự. Nổ bom xe quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine thiệt mạng. Nguồn tin truyền thông cho biết, tổng thống Putin đã mất niềm tin vào đại tướng Shoigu. Nhật cảnh báo giai đoạn đen tối ở eo biển Đài Loan. Thêm 7 tập đoàn khoa học công nghệ của Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen của Mỹ. Lần đầu tiên, tướng Hàn Quốc chỉ huy cuộc tập trận chung với Mỹ. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 24 tháng 8 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay 24 tháng 8 tuyên bố đất nước của ông sẽ chiến đấu chống Nga đến cùng và không đưa ra bất kỳ nhượng bộ hay thỏa hiệp nào. Ông Zelensky hôm nay phát biểu nhân ngày quốc khánh. Chúng tôi không quan tâm các ông có quân đội gì, chúng tôi chỉ quan tâm đến vùng đất của mình. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Ngày 24 tháng 8, cũng đánh dấu tròn 6 tháng Nga xâm lược Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, Chúng ta đã giữ vững sức mạnh trong 6 tháng. Thật khó khăn, nhưng chúng ta đã nắm chặt tay và đang chiến đấu cho số phận của mình. Mỗi ngày mới là một lý do để không bỏ cuộc. Sau hành trình dài như vậy, chúng ta không có quyền bỏ cuộc giữa chừng. Đề cập đến Nga, ông nói rằng, Chúng tôi sẽ không cố gắng tìm kiếm sự thấu hiểu với những kẻ khủng bố. Đối với chúng tôi, Ukraine là toàn bộ Ukraine. Tất cả 25 tỉnh không có bất kỳ sự nhượng bộ hay thỏa hiệp nào. Thưa quý vị, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chúc mừng Ukraine nhân ngày độc lập 24 tháng 8, trong bối cảnh Nga vẫn đang xâm lược Ukraine. Ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin đã đưa ra một tuyên bố trên trang web chính thức của tổng thống để kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine. Tổng thống Belarus nói: "Tôi tin rằng những mâu thuẫn ngày nay sẽ không thể phá hủy được nền tảng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, chân thành giữa nhân dân hai nước trong hàng thế kỷ. Belarus sẽ tiếp tục ủng hộ việc gìn giữ hòa hợp, phát triển và các mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau ở tất cả các cấp." Tuyên bố của Tổng thống Lukashenko nói thêm rằng, Nhà nước Belarus cầu chúc cho người dân Ukraine một bầu trời hòa bình, lòng khoan dung, dũng cảm, sức mạnh và thành công trong việc khôi phục cuộc sống tốt đẹp. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay 24 tháng 8 đánh giá lực lượng Nga xuống cấp đáng kể và tinh thần tại nhiều đơn vị đi xuống sau 6 tháng tham chiến tại Ukraine. Tình báo Anh nhận định trong báo cáo ngày 24 tháng 8. Tinh thần ở nhiều đơn vị trong quân đội Nga kém đi và lực lượng của họ xuống cấp đáng kể. Sức mạnh ngoại giao của Nga suy giảm và triển vọng kinh tế của họ ảm đạm. 6 tháng chiến tranh của Nga đã rất tốn kém và gây tổn hại về chiến lược. Cơ quan này nhận định lãnh đạo Nga hồi tháng 4 nhận thấy thất bại của mục tiêu lật đổ chính phủ Ukraine và kiểm soát phần lớn nước này, do đó chuyển sang các mục tiêu khiêm tốn hơn ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh đánh giá, đợt tiến công ở Donbass đang chỉ đạt được tiến bộ tối thiểu và Nga nguy cơ đối mặt với đợt phản công lớn của Ukraine. Nga đang bị thiếu vũ khí, phương tiện và nhân lực. Sau 6 tháng chiến tranh, lực lượng Nga kiểm soát tỉnh Lugan và phần lớn tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, cũng như khai thông hành lang trên bộ từ biên giới tới bán đảo Crimea. Dưới truyền thông phương Tây, đánh giá chiến sự đã chuyển sang giai đoạn tiêu hao ở vùng miền đông Donbass và tỉnh Kherson, nơi hai bên đều đang trong tình thế rằng co và không đạt được lợi thế đáng kể. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, lực lượng Nga gần như không tiến thêm ở miền đông và miền nam Ukraine trong những tuần qua, dường như chuyển sang thế phòng ngự sau khi Ukraine thể hiện khả năng tiến công sâu vào phía sau chiến tuyến. Thưa quý vị, ngày hôm nay, thứ Tư 24 tháng 8, một quan chức thân Nga ở Ukraine đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe. Theo một bài đăng trên Telegram của quan chức thân Nga Vladimir Rogov cho biết, Ivan susko người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự dân sự của làng Mikhailovka, đã thiệt mạng sau khi một thiết bị nổ được cài dưới xe của ông. Ông Rogov nói, hậu quả của vụ nổ là Ivan susko bị thương và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và sau đó đã sớm qua đời. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Nguồn tin truyền thông cho biết Tổng thống Putin đã mất niềm tin vào Đại tướng Shoigu. Theo UAY, những thất bại của quân đội Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là nguyên nhân khiến Tổng thống Nga Putin đánh mất niềm tin vào Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tờ Qawai dẫn bài viết của một dự án điều tra được gọi là những câu chuyện quan trọng, cho biết trước khi Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga Putin luôn cân nhắc các ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Ông Putin và ông Shoigu thậm chí đã có nhiều kỳ nghỉ cùng với nhau, nơi họ có thể thảo luận và lên kế hoạch mở cuộc tấn công trong tương lai vào Ukraine. Theo các nguồn tin giấu tên, Đại tướng Sergei Shoigu đã hứa với Tổng thống Putin rằng ông sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đặt ra ở Ukraine trong thời gian ngắn nhất có thể. Tuy nhiên sau đó, cuộc xâm lược của Nga đã diễn ra không như kế hoạch. Quân đội hứng tổn thất nặng nề, Tổng thống Putin đã đánh mất lòng tin vào Đại tướng Shoigu. Nguyên nhân dẫn đến việc Tổng thống Putin không còn đặt niềm tin vào Đại tướng Shoigu không chỉ đến từ những thất bại về mặt quân sự mà còn vì những thông tin không chính xác được cung cấp cho ông. Dự án điều tra những câu chuyện quan trọng cho biết, trước khi chiến tranh bắt đầu, không chỉ Tổng cục An ninh Liên bang Nga thông tin sai cho Tổng thống Putin về tình hình ở Ukraine, Họ chỉ báo cáo những gì ông ấy muốn nghe, rằng sự bấp bênh của chính quyền kỹ và rằng các khu vực Ukraine sẵn sàng loại bỏ chính phủ Ukraine và ủng hộ Moscow. Ngay cả cơ quan tình báo chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cũng không dám nói thật với ông Putin về tình hình ở Ukraine. Theo các nguồn tin giấu tên khác, ông Putin sau đó đã bắt đầu tự tìm hiểu về tình hình thực tế ở mặt trận Ukraine khi quân đội Nga nảy sinh những vấn đề không thể che giấu. Chính bản thân ông Putin đã cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách đích thân chỉ huy quân đội. Nhưng nhà lãnh đạo Nga được cho là đã nhanh chóng nhận ra rằng nhiều vấn đề đã không thể cứu vãn được nữa. Từ đó, nhà lãnh đạo Nga được cho là đã bắt đầu bỏ qua đại tướng Shoigu để trao đổi trực tiếp với các tướng lĩnh có kinh nghiệm chiến đấu ở Syria và các điểm nóng xung đột khác. Cuối cùng, ông Putin được cho là bắt đầu dựa vào những người có kinh nghiệm chiến trường thực tế. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố rõ ràng rằng ông đã liên lạc trực tiếp với cấp dưới của Đại tướng Shoigu. Các nguồn tin thân cận với Ukraine nhận xét. Trong tình huống này, hiện không rõ ông Shoigu đang đóng vai trò gì trong cuộc xung đột. Chuyển sang phần tin tiếp theo Nhật cảnh báo giai đoạn đêm tối ở eo biển Đài Loan Thưa quý vị, Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ... Koji Tomita vào ngày 23 tháng 8 đã nói, Mỹ cần cân bằng trong thông điệp tới Trung Quốc, tránh leo thang căng thẳng có thể đẩy eo biển Đài Loan vào giai đoạn đen tối. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Bloomberg, ông Tomita đã nói, chúng ta cần phản ứng, cần gửi một thông điệp rõ ràng, chúng ta phải hành động kiên quyết nhưng khôn ngoan, tránh rơi vào vòng xoáy leo thang căng thẳng. Theo đại sứ Nhật Bản, Trung Quốc tìm cách dùng chuyến thăm đảo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8 vừa qua là một cái cớ để có hành động rất quyết liệt và thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Ông Tomita cảnh báo căng thẳng gia tăng sau chuyến thăm của bà Pelosi có thể khiến khu vực bước vào giai đoạn đen tối, trong khi Trung Quốc vào giai đoạn nhạy cảm trước thêm Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 20 vào mùa thu năm nay đại sứ Nhật Bản đưa ra cảnh báo trong bối cảnh nhiều phái đoàn phương Tây gần đây cũng đã đến thăm Đài Loan, bất chấp sự hung hăng từ chính quyền Trung Quốc. Sau chuyến thăm của bà Pelosi, Trung Quốc đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật với quy mô chưa từng có xung quanh đảo Đài Loan để đáp trả và áp trừng phạt với Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 23 tháng 8 đã khẳng định quyết tâm và sự tự tin của hòn đảo trong việc bảo vệ hòa bình, an ninh, tự do và thịnh vượng cho chính mình. Tiếp tục một diễn biến khác liên quan đến Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba 23 tháng 8 đã đưa thêm 7 thực thể của Trung Quốc vào danh sách đen kiểm soát xuất khẩu của Washington. Hầu hết là các đơn vị lớn liên quan đến hàng không vũ trụ do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. 7 thực thể mới được thêm vào danh sách đen kiểm soát xuất khẩu của Mỹ vừa nêu, bao gồm Viện Nghiên cứu thứ 771 thuộc Viện Nghiên cứu thứ 9 của Tổng Công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Viện nghiên cứu thứ 772 của Viện nghiên cứu thứ 9 của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Viện nghiên cứu thứ 502 của Viện Khoa học và Công nghệ hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Viện nghiên cứu thứ 513 của Viện Khoa học và Công nghệ hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Viện nghiên cứu thứ 43 của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc CETC. Viện nghiên cứu thứ 58 của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc. Hệ thống điều khiển Chu Yai Orbita. Các thực thể nằm trong danh sách đen là các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát và có liên quan chặt chẽ đối với đẩy mạnh năng lực quân sự của nước này. Việc bị đưa vào danh sách đen kiểm soát xuất khẩu có nghĩa là bất kỳ nhà cung cấp nguyên liệu hoặc dịch vụ nào của Mỹ cho các thực thể này trước khi vận chuyển hàng cho họ sẽ cần phải có giấy phép từ Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ, BIS. Cơ quan này sẽ xem xét các đơn xin cấp phép trên cơ sở nguyên tắc giả định từ chối. Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết, hoạt động của các thực thể nhà nước Trung Quốc này đã bị chính phủ Mỹ xác định là vi phạm an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ. Vì các thực thể này từng có được và đang không ngừng nỗ lực mua các sản phẩm từ Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần đầu tiên, tướng Hàn Quốc chỉ huy cuộc tập trận chung với Mỹ Thưa quý vị, Washington và Seoul đã bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn tự do Uchi 2022. Trong đó, lần đầu tướng Hàn tiếp nhận quyền chỉ huy từ cấp trên người Mỹ. Tướng Paul La Camera, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc USFK và Bộ chỉ huy Liên quân Mỹ-Hàn CFC, ngày 24 tháng 8 chuyển giao quyền điều hành cuộc tập trận Lá chắn tự do Uchi 2022 cho cấp dưới là tướng Hàn Quốc An Mi-yung Đánh dấu lần đầu Hàn Quốc có tướng chỉ huy tập trận chung với Mỹ. Tướng La Camera cho hay, động thái nằm trong kế hoạch được giới chức Mỹ và Hàn Quốc vạch ra hồi năm ngoái. Điều này rất có ý nghĩa bởi đó là lần đầu Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên quân Mỹ-Hàn tiếp nhận vị trí chỉ huy tương lai của Bộ Chỉ huy này. Là chắn tự do Uchi 2022 là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc trong nhiều năm qua, bắt đầu hôm 22 tháng 8 và dự kiến kéo dài 11 ngày. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm dân đe và phản ứng với các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo